Xin chào quý anh chị các bạn, ngày hôm nay nhà phố Sài Gòn sẽ gửi tới quý anh chị và các bạn một căn nhà nằm trên trục đường số 8, phường 11, Gò Vấp. Căn nhà này thì vừa với gia đình mình có tài chính nhỏ nhưng mà thích diện tích lớn. Căn nhà thiết kế rất là phù hợp với giá tiền. Căn nhà đang được chủ rao bán với giá là 3 tỷ 10 năm, còn thương lượng nha anh chị. Căn nhà nằm trên hướng Đông Nam, vừa với anh chị có phong thủy là Đông Tứ Trạch. Thì căn nhà diện tích được gọi là bề ngang là 4, sâu là 8 mét, thiết kế một trệt một đầu, hai phòng ngủ, hai PFC, đúc kiên cố. Căn nhà đã được chủ sơn sửa rất là đẹp, có gương bát quái phong thủy. Phòng khách nhìn được khá là rộng, anh chị thể thấy vừa vào cái thấy phòng khách nhìn. Và mình sẽ mất 30m để ra đường số 8. Hẻm này thì hẻm 3m, mình để được xe máy rất là ok, rất nhiều xe máy, khách khứa rất là ok. Căn nhà này thì yên tĩnh, tại vì tuy cuối hẻm nhưng mà yên tĩnh, phù hợp với anh chị có gia đình bố mẹ già hay là các cụ già và các bé nhỏ thì rất là an toàn. Mình có thể thấy đây, thiết kế căn nhà toàn bộ là màu trắng, anh chị có thể về và setup lại rất là ok. Setup lại thể ý của mình rất là dễ dàng với cái tông màu trắng này, thì với một cái bộ đèn chùm sang trọng như thế kia. Nhưng mà căn nhà nhỏ này thì anh chị vào thôi cảm thấy rất là thoải mái với căn nhà. Đây là thiết kế mình vào bên trong căn nhà rộng của khách. Phòng khách thì rộng nhất ở tầng trên này, thì vào cái nhìn thấy đêm liền. Đây, ta chủ cũng để này chạm cho mình bồn rửa tay và bể của chạm toàn bộ là đá. Mình vào bên trong toilet ở cuối cùng đó, toàn bộ gia chủ cũng ốp mở một lớp đá ở bên ngoài và bên trong toilet cũng có lớp đá liền luôn. Lần này giúp cho mình dễ dàng lau chùi khi mình sử dụng toilet, và toilet có hương bồn rửa tay, vòi sen, cũng như là đây toilet. Lớp cửa bên ngoài thì là nhôm xin pha và kính mở, mình không sợ người ngoài nhìn ra cũng như người trong nhìn vào. Ok, bên ngoài toilet có đèn liền, có một cái thông gió, máy thông gió ở kia. Còn mình cũng lên cầu thang thì thiết kế đơn giản thôi để mình tiết kiệm căn nhà, vị trí của căn nhà. Đây, gầm cầu thang để được rất nhiều đồ đó, anh chị có thể thấy cầu thang thiết kế rất là gọn và tay mịn. Cầu thang làm toàn bộ bằng sắt chắc chắn, những mực gia chủ sơn rất là đẹp. Mình vừa lên mình sẽ lấy một cái tầng lửng này thì mình cũng tận dụng khá nhiều, được ốp đá, gia chủ ốp đá trang trí. Đấy, mình thấy được sơn lại toàn bộ màu trắng rất là đẹp. Với căn nhà giá tiền 3 tỷ 10 năm. Ở phân khúc này bên em cũng đang nắm khá nhiều nhà. Anh chị nhu cầu hãy liên hệ bên em tư vấn để mình xem nhà. Và nếu ưng rồi thì bên em sẽ làm việc với giá rất là tốt cho anh chị sở hữu căn nhà. Đây, toilet nó ở trên đầu rồi. Cũng được thiết kế cửa nhôm, kính mờ, cũng như là đầy đủ chức năng một toilet cơ bản. Mình có đợi anh chị thấy lớp đá cao 2m rất là sạch sẽ khi mình sử dụng. Toilet được thiết kế rất là gọn gàng. Cùng đây phía trên một căn nhà đầu 1 đây, cũng có một phòng ngủ thôi, một phòng ngủ rộng rãi. Gia chủ thiết kế căn nhà rất là đơn giản, rất là đơn giản với những anh chị thích cho phong cách cách phương Đông truyền thống. Nhìn thấy lớp cửa, song cửa bằng sắt, cửa bằng sắt. Bên ngoài là ban công. Ban công này thì mình có thể tận dụng để phơi quần áo, rất là ok. Đây, nhà rất là sạch sẽ. Khu dân cửa đây là bước vài bước ra có đầy đủ tiện ích cả. Thì video của nhà phố Sài Gòn đến đây cũng xin kết thúc. Anh chị nhớ bấm like, subscribe để theo dõi nhiều video hơn mỗi ngày nhé. Nhà phố Sài Gòn xin kết thúc video đấy.